Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn thân mến, riêng để nói về các món ăn của mùa đông thì đúng là cả một kho tàng. Cái mùa làm sao mà ăn gì cũng thấy ngon đúng không? Đặc biệt là những món mà nguyên liệu nó sẵn ở trong mùa lạnh. Ví dụ như là sắn thì có chè sắn này, xôi sắn, bánh sắn, sắn hấp cốt dừa. Nguyên bấy nhiêu thôi đã đủ cho mình không thể giảm cân rồi. Và hôm nay thì Ly sẽ làm mới món sắn hấp cốt dừa bằng cách thêm vào đây hương vị của lá nếp nhé. Đối với sắn thì trước tiên mình cần mua được sắn bở. Sắn mà càng bở thì thành phẩm của chúng ta càng ngon. Và sau khi mua về thì mình sẽ phải dùng dao tiện theo dạng xoắn ốc dọc theo thân sắn để mà dễ dàng bóc được cái phần vỏ của nó ra. Sau khi bóc vỏ xong thì Ly sẽ cắt ngắn sắn thành những cái khúc dài khoảng nửa gang tay. Với khoảng 400g sắn tươi, sau khi tách vỏ xong thì nó sẽ thu được khoảng 300-320g sắn. Và để giúp cho sắn loại bỏ bớt nhựa thì Ly sẽ ngâm sắn với nước muối loãng trong 2 tiếng. Phần lá dứa Ly đem xay cùng với nước rồi vắt lấy nước cốt. Và chúng ta không nên xay quá đặc bởi vì nó sẽ dễ gây chát. Sắn đã ngâm đủ thời gian, Ly sẽ tiến hành hấp sắn. Thì trước tiên Ly cho nước cốt dừa và nước vào trong nồi. Tiếp đến là cho sắn. Và cuối cùng là đến đường. Đối với loại sắn mà các bạn chắc chắn là bở thì hãy cho đường vào luôn nhé. Còn nếu mà mình không chắc lắm ấy thì các bạn nên đun được nửa thời gian xem tình hình thế nào rồi hãy cho đường vào nhé. Bởi vì nếu mà cho đường luôn thì sắn nó dễ bị chai á. Các bạn đậy vung và đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa để cho sắn nở bung. Các bạn quan sát sẽ thấy khi mà sắn chín ý, thì cái nước và cốt dừa nó gần như là cạn bởi vì nó đã hút hết vào bên trong sắn rồi. Thì đến bước này các bạn mới cho tiếp đến nước cốt lá nếp. Sở dĩ Ly không cho ngay từ đầu bởi vì nó sẽ làm bay mất mùi thơm, đồng thời lá nếp nếu mà chế biến nhiệt lâu thì sẽ gây ra nồng và đổi màu. Làm theo cách của Ly thì vừa đảm bảo được cái mùi thơm của lá nếp, lại vừa giữ được màu xanh đẹp, không khác gì chúng ta sử dụng phẩm màu cả đâu. Nhiều người lại cứ nghĩ là Ly sử dụng phẩm thì nó mới ra được cái màu xanh như thế. Và việc của chúng ta bây giờ chỉ còn là đun cho đến khi phần nước này cạn bớt. Thì trong quá trình ngào ấy, thì thỉnh thoảng các bạn múc nước tưới lên trên sắn. Nếu mà không đảo được sắn thì để cho nó được ngấm. Người ta có câu, muốn ăn thì lăn vào bếp, mà không muốn lăn thì phải biết chỗ đặt đồ ngon. Thời buổi bây giờ chỉ cần ngồi nhà lên các app là đồ ăn được ship đến tận chân giường. Thì nhân dịp Giáng sinh, Ly thấy Shopee Food ấy cũng có rất là nhiều cái cốt giảm giá, thậm chí lên tới 75k. Ví dụ như cốt tiệc 0 giờ thì sẽ giảm được 10k cho đơn 0 đồng. Cốt tiệc 7 giờ thì sẽ giảm 20k cho đơn 69k. Cốt tiệc 8 giờ thì giảm được 30k cho đơn 99k. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các cái mã giảm giá mà Ly để ở phần mô tả ở phía dưới video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng thưởng thức món sắn hấp lá nếp cốt dừa siêu ngon siêu thơm cùng Ly. Phần nước sánh sánh cuối nồi các bạn chắt ra, dùng làm nước sốt chấm sắn thì rất là thơm. Bình thường các bạn có thể rắc dừa nạo, nhưng mà ở đây thì Ly cẩn thận, Ly dùng luôn cả cái cùi dừa non. Trời ơi, ăn nó giòn giòn ngậy ngậy, cực kỳ hợp ý. Mùi sắn thì thơm thơm, màu thì xanh bắt mắt. Chúc các bạn thành công và tiếp tục ủng hộ Ly ở những công thức món ăn tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.